Thưa quý vị, với 70.000 đồng một ngày, tuy nhiên thì chất lượng bữa ăn của trẻ lại không tương xứng. Đồng thời định hướng dạy học theo phương pháp tiên tiến Montessori nhưng cũng chưa có giáo viên nào của trường có chứng chỉ về phương pháp này. Những thông tin do phụ huynh cơ sở mầm non A, MIS Hà Nội chia sẻ đang nhận được nhiều sự quan tâm và lo lắng từ phía dư luận. Với mức học phí khoảng 90 triệu đồng một năm, trong đó tiền ăn là 70.000 một ngày. Tuy nhiên, khi thấy suất ăn cô giáo chụp gửi lên nhóm phụ huynh không đúng như số tiền gia đình bỏ ra, khiến chị Huyên ngỡ ngàng và bức xúc. Nói rằng cái cốc nước cam đấy nó là phù hợp thôi, bởi vì nước cam thì không nên uống nguyên chất. Hoặc là pha như thế cũng là phù hợp với các bạn ý, nhưng mà thực tế pha nó cũng không đến mức như vậy. Thì mình cũng chỉ yêu cầu là các cô làm đồ ăn cho các con thì cái chất lượng nó phải đảm bảo. Trước phản ánh của phụ huynh, đại diện cơ sở mầm non Amis đã nhận trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng này. Để khắc phục, ngoài tăng cường kiểm soát chất lượng bữa ăn, thì nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh giám sát dễ dàng hơn, cơ sở sẽ gửi lên trang liên lạc với phụ huynh, đảm bảo bữa ăn được đồng đều trên toàn hệ thống và phụ huynh có thể kiểm tra bất cứ lúc nào tại cơ sở. Thì nhà trường cũng rất là xin lỗi liên quan đến vấn đề về gây hoang mang cho quý phụ huynh. Và thứ hai là việc là có thể hiện một cái trách nhiệm sâu sắc trong vấn đề về những cái biện pháp liên quan vấn đề về khắc phục những cái vấn đề đó đối với cả bên phía bên nhà trường. Ngoài chất lượng bữa ăn thì sai phạm trong việc đào tạo không đúng với đăng ký, chất lượng giáo viên không đúng với chương trình triển khai của cơ sở mầm non này cũng được chỉ ra. Bởi đây chỉ là nhóm trẻ mầm non chứ không phải trường mầm non quốc tế như quảng cáo. Chương trình dạy theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo chứ không phải phương pháp tiên tiến Montessori. Yêu cầu là cơ sở sẽ thực hiện theo cái chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo, theo đề án xin cấp phép hoạt động, ở là tháo dỡ biển ngay, bởi vì là tên biển không đúng theo quyết định. Bởi vì quyết định thì là tên cơ lớp mầm non độc lập Amis Trần Hữu Thực, thì cơ sở cũng đã đưa tên khác. Tấm biển trường gỡ xuống đồng nghĩa với niềm tin của nhiều phụ huynh bị ảnh hưởng. Đây là bài học cho các trường trong việc đảm bảo đúng chất lượng cam kết, và cũng như cơ quan quản lý cần tăng cường hơn nữa trong việc kiểm tra giám sát.